Phái đoàn nghị viện Liên minh châu Âu đặc trách khu vực Đông Nam Á vừa tổ chức phiên điều trần về việc thực hiện các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, trong đó các diễn giả nói rằng Việt Nam vẫn có vi phạm dù có tiến triển. Phiên điều trần được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 dưới sự chủ trì của nghị sĩ Marianne Vin, phó chủ tịch đoàn nghị sĩ phụ trách quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á. Từ Anh Quốc, ông Sơn Trần, đại diện của Tổ chức Bảo vệ Người lao động Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự có trụ sở ở Mỹ chuyên vận động việc tuân thủ các nguyên tắc của ILO, cho biết Việt Nam tuy là thành viên của ILO từ năm 1992, nhưng sau 31 năm cho đến nay, ở Việt Nam chưa hề có một tổ chức công đoàn nào độc lập với tổ chức công đoàn nhà nước. Đồng thời, ông cho biết rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoàn toàn không phải là một tổ chức độc lập để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ông Sơn cũng trình bày vấn đề lao động cưỡng bức tại Việt Nam. Vấn đề tôn trọng cái quyền lao động, người tham gia trong các cái sản phẩm xuất khẩu theo cái hiệp định CPTPP và cái hiệp định EVFTA. Những cái điều chúng tôi trình bày được hoan nghênh là bởi vì nó là những sự kiện mà chúng tôi có dẫn chứng về vấn đề vi phạm vấn đề cưỡng bức lao động ở tại Việt Nam, ví dụ như là cưỡng bức tù nhân phải lao động trong cái vấn đề mà lột cái hạt điều để mà xuất khẩu ra ngoài, hay là em phải lao động trong cái ngành thủy sản ở các cái lò gạch